Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu 27 tháng 9 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, theo tài liệu The World Atlantic cho biết, Louisiana có một phần môi trường đất ngập nước bao phủ một diện tích rộng lớn. Một phần ba đang bị đe dọa, đặc biệt nhất là thành phố New Orleans, là khu vực trũng thấp hơn mực nước biển. Thành phố được bảo vệ khỏi lũ lụt chủ yếu là nhờ vòng đai kiên cố bao chung quanh, máy bơm, tường ngăn lũ và cơ sở hạ tầng khác được thiết kế để ngăn ngừa mực nước và ngập lụt. Sự việc này có ảnh hưởng thế nào với dân cư tại New Orleans, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt tại đây? Và khi những tờ lịch cuối cùng của năm rơi xuống đầy khó khăn, chúng ta càng tin tưởng nhìn lại và tiếp tục đồng hành cùng nhân loại, với kỳ vọng là năm mới nhất định tươi sáng hơn. Vậy giới trẻ Việt Nam hay các du học sinh có thể giúp gì cho đất nước Việt Nam trong tương lai? Những sự việc này sẽ được ông John Hoàng Nguyễn cho chúng ta biết qua phần 4, chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam do Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện sau đây. Thì hàng năm của tại người dân tại New Orleans từ tháng 6 tới tháng 11 thì gọi là cái mùa bão. Vì nếu quý vị nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy cái thành phố New Orleans nó nằm thấp hơn mặt biển, nó làm những cái lòng chảo vậy đó, thấp hơn mặt biển. Thành thử nếu mà chúng ta quen biết với New Orleans, chúng ta thấy chung quanh thành phố New Orleans và thành phố nhỏ đó là có cái bờ đê là US Army Corps họ xây lên, nó cao bình thường là khoảng 8 tới 10 feet, tức là một cái levee, nó gọi là levee cả 10 feet, là để khi mưa tới, bão tới, nước biển nó không có trào vô. Mà cái năm Katrina bị khổ là cái levee nó bị bể ba nơi. Ở một nơi gần trường đặc UNO, một bên Chalmers và một bên bên gọi là Lower Ninth Ward. Thành thì khi nó bể như vậy, nó không bị bể nặng, nó chỉ bể ít thôi mà nước trào vô hết. Là New Orleans thấp hơn mặt biển. Nhưng mà nhờ cái levee board, tức là cái levee system nó bọc New Orleans lại. Và nếu anh ở dưới biển, anh thấy ở dưới Burras á, ngay trên cầu mình nhìn thấy xuống, nó có cái cổng. Khi mà mưa bão vô cái đó là cái cổng nó đóng lại. Yeah. Trường đặc Tôi Lan là trường nổi tiếng nhất của Louisiana đó. Mà có một thời họ nói là Harvard of the South. Thì đó, cái trường đại học đó khá nhiều sinh viên Việt Nam. Và cái học phí của trường Tôi Lan là học phí cao nhất, trung bình là 50-60 ngàn một năm. Nhưng mà ở cái trường đó có một người Việt Nam, đa số Việt Nam thành công ở đó rất là nhiều. Và trường đại học Tôi Lan thì cũng như trường đại học khác, họ có chương trình là alumni đó. Có một, họ rất là hãnh diện vì có một người Việt Nam là alumni của trường Tôi Lan, được là magistrate ở trên Tennessee. Anh ta tên là Phạm Văn Tú. Tức là anh ta học trường luật ra của Tôi Lan, học undergrad của Tôi Lan, ra trường luật Tôi Lan, rồi làm luật sư một thời gian. Rồi sau này thì ông Bush appointed, chỉ ông ta thành magistrate ở trên Tennessee. Nói về trường dược, hồi xưa đó, ở trên trong nước Mỹ có hai trường đại học lớn mà chuyên môn cạnh tranh với nhau, tức là trường Harvard University ở trên Washington DC, và dưới Louisiana có trường là Xavier University. Hai trường đó là hàng năm tranh giành với nhau để mà cung cấp học sinh da màu đi vô trường y khoa. Bởi vì Mỹ họ muốn cho người da màu được vô y khoa nhiều. Nhưng mà năm vừa rồi đó thì số học sinh người Việt Nam học về trường dược ở trường Xavier lên quá cao và thành công quá nhiều. Thành từ Xavier bây giờ bỏ, không cần cạnh tranh với trường Howard University đó, họ chú trọng đến ngành dược và ngành đó là Physician Assistant, là PA. Và bây giờ họ rất là thành công và họ rất là thích người Việt Nam, và họ đã muốn mở một cái trường đó ở bên Việt Nam để recruit người từ trong nước Việt Nam qua bên này học nữa. Thì đó là cái tin vui của Louisiana. Riêng về các du học sinh thì trường đại học Tulane Lan, vì Tulane Lan nó có về trường về luật này, về trường bình thường này, tức là university bình thường này, rồi có trường về y khoa này, và trong đặc biệt trong Tulane Lan nó có trường là y khoa, nó có một cái chi nhánh gọi là tropical disease, tropical medicine và disease medicine. Yeah. Thì ở trong đó
và có một, thì trong xăng đó có một cái trường nói về là master về public health, thì đa hồi xưa cái chương trình Ford Foundation, tức là của hãng xe Ford, nó có foundation, nó là Ford Foundation và Fulbright, họ đặc biệt lưu ý tới người Việt Nam và tôi lên đứng ra bảo lãnh mở xây cái trường là y tế cộng đồng tại Hà Nội, và thành từ người Việt Nam, các bác sĩ Việt Nam từ Việt Nam qua bên trường đại học Tulane học về y tế cộng đồng public health rất là nhiều. Thì đa số những học sinh ở Việt Nam mà các bác sĩ rồi đó qua bên này đó, họ trong đầu của họ, họ vẫn trước khi họ đi đó, họ được nhà nước Việt Nam brief họ là khi trước khi qua Mỹ thì là sẽ gặp trục trặc thế này thế nọ. Thành thử khi họ qua thì họ ngỡ ngàng lắm, họ rất là ngại gặp những người Việt Nam chúng ta, họ sợ là bởi vì họ sợ bị mình chửi họ, đánh họ. Và khi mà có kinh nghiệm của Hòa đâu, bởi vì Hòa quen ông thầy của ông tên là Mark Van der Linhem, ông ta là người director về chương trình Public Health và Tropical Disease, thì học trò ông ta Việt Nam rất là nhiều. Thì mỗi khi có sinh viên Việt Nam mà bác sĩ học đó thì ông ta giới thiệu Hòa với họ. Thì Hòa nói chuyện với họ thì họ thấy rằng là họ là những người sống trong cộng sản, nhưng mà cái tư tưởng của họ vẫn không bị lung lay nhiều cộng sản nhiều, mà họ là bởi vì họ con người của họ có học thức, họ biết rằng là những điều lấy nhà nước là sai, nhưng mà họ không dám nói ra. Vì họ có một người nói chuyện với mình thế này là các anh ở ngoài này, các anh muốn nói gì nói, chúng tôi là những người như con cá nằm trên thớt, họ muốn chặt chúng tôi bất cứ lúc nào, thành ra chúng tôi cái việc mà tự do ngôn luận chúng tôi không dám nói, chúng tôi biết là sai mà không dám nói, bởi vì nếu chúng tôi nói ra đó, chúng tôi sẽ bị con cá bị chặt thớt liền. Thành thử họ biết là những đường lối nhà nước sai mà họ vẫn phải cam chịu. Thành thử có nhiều người tới với tôi nói chuyện, trò chia sẻ những cái cuộc sống của họ. Như có một anh học bác sĩ, anh ta bởi vì anh ta bị trước khi đi đã được nhà nước nói hết tùm lum, thì anh ta khi qua bên Mỹ anh ta đi không có dám đi làm ở ngoài, học ở trường Tulane xong bên chiều về làm nhà hàng, đi rửa chén cho nhà hàng Việt Nam, mà nhà Việt Nam họ chỉ nấu cho người Mỹ thôi, khách mình Mỹ nhiều, thì người ta làm rửa chén thôi. Anh ta tránh gặp bất cứ người nào hết. Mà vì sao đâu? Lúc mà anh sau ta nói chuyện với mình không toàn là trước khi tôi đi đó là nhà nước đã khuyên nhận tôi như một số điều rồi, và nếu tôi làm điều gì sai đó là vợ con tôi Việt Nam sẽ bị trở ngại. Thành thử anh ta giấu kín hết cho tới khi 2 tuần trước khi anh ta về Việt Nam thì anh ta mới gặp tôi nói chuyện. Ông ta chia sẻ một số tin tức mà mình ở ngoài hải ngoại không biết gì hết. Thực sự là bởi vì mình là chống cộng và mình đơn sơ, mình chỉ nghĩ là mình chống là chống, chứ mình không biết là phải làm phương thức nào chống cho nó hay, vì mình không biết tin tức từ trong Việt Nam. Thì chúng ta nghĩ thế này, khi mà tôi tới với các em du học sinh đó, thì các em là bởi vì nhỏ hơn tôi, thì tôi chuyên môn nói các em thế này là chúng ta không nói chuyện về cộng sản, không nói về cộng hòa, là vì các em sinh ở Việt Nam chỉ biết cộng sản, không biết cộng hòa. Còn những em Việt Nam học bên Mỹ này, tức là những em sinh ở Mỹ này, không biết cộng hòa, không biết cộng sản. Thành thử chúng ta nói chuyện về vấn đề cộng hòa, cộng sản với mấy em sinh viên hay là bác sĩ Việt Nam hay là bác sĩ bên này, chúng ta nói chuyện rất là mơ hồ. Thành thử mà khi nếu các em mà đọc sách về Việt Nam cộng hòa đó, thì sách vở của Mỹ nó viết rất là sai, nó bóp méo sự thật. Thành thử khi tôi nói chuyện với các em, nói chuyện chơi các em rất là nhiều, thì tôi nói là chúng ta có một bổn phận thôi, làm cho dân giàu nước mạnh, và chúng tôi gặp nhau cái địa điểm đó. Và mỗi khi mà các em hỏi tôi cái gì, các em có hỏi tại sao Hòa cứ tới thì em hoài với các anh có muốn có cái mục đích gì các với tụi em không? Và không, cái mục tiêu của nhóm tới với tụi em có một điều thôi là làm cho dân giàu nước mạnh, bởi vì khi dân có giàu nước có mạnh mới có mạnh được. Thành ra chúng ta nói cộng hòa mới cộng sản, bởi vì cái chế độ nó không thích hợp với một nước nữa rồi. Thành thử hy vọng rằng khi mà đất nước khá hơn thì một chế độ khác ra đời, chứ không thể nào là chúng ta nói là cộng hòa hoài mà cộng sản hoài, mà chúng ta chuẩn bị cái tư tưởng đó cho các em. Bởi vì có một cái sự kiện thế này, có một em học sinh em ta là một nhà rất là giàu, khi nói chuyện với em tôi biết là em nó rất là giàu, mà em là phái nữ nha. Thì là khi mà mình nói chơi với các em nhiều, các em, đến lúc mà trước khi em ra trường thì em bảo là tuần này bố mẹ em sẽ qua đón em về, và tụi em đưa gia đình đi chơi tùm lum tà la hết, đi các nơi, đi DC, đi California cả một hai tuần như vậy. Thì khi em về Việt Nam, xong em về Việt Nam em gọi một lần, em gọi qua cho tôi bảo rằng tụi em sẽ lên vùng này thế này, anh có cần em giúp gì không? Thì anh hỏi, anh bảo không,
em có cần anh nhờ bạn bè Việt Nam giúp em bằng gì không? Bảo không. Thì lại bảo thì mình mới hỏi là vậy em còn nhớ cái message anh gửi cho em là gì không? Bảo nhớ là thương người Việt Nam mình hơn một chút. Đó là message tôi đưa tới các em Việt Nam du học sinh. Vì hỏi sao? Bởi vì các em thế này, khi mà các em, tôi nói với các em du học sinh là các em may mắn được ăn, được học, được sinh ra trong một gia đình tốt. Có những em Việt Nam rất giỏi mà không, gia đình không có đủ phương tiện em đi học thì đâu phải là dốt đâu. Thí dụ có một cô bác sĩ ở bên Mỹ này này, cô ta là đi bán hàng rong ở bãi biển Nha Trang lúc các chừng 8 tuổi. Thì có một du khách người Mỹ qua bên thấy em này thương, bảo trợ qua bên Mỹ, lúc qua tới Mỹ là 11 tuổi, bây giờ cô ta là bác sĩ. Thì chúng ta thấy rằng là không phải là mới dốt dở mà không có cơ hội để đi học thôi. Thành ra chính vì vậy mà tôi nói các em du học sinh đó là hãy thương người Việt Nam mình hơn một chút. Là bởi vì sao? Các người Việt Nam rất là thông minh, rất là giỏi. Vấn đề quan trọng là các em không có cơ hội để vươn lên mà thôi. Thành thử, và trong xã hội Việt Nam chúng ta nhìn thấy rồi, là như chúng ta vậy đó, là người có học, khi người không có học, người có tiền chà đạp người không có tiền. Cái xã hội nó như vậy là rất là loạn lạc. Mà nếu chúng ta nhìn lại Mỹ đi, người có học, bác sĩ, luật sư, đâu khi người thường đâu. Đó là cái xã hội chúng ta cần muốn tới. Là bởi vì người ta không phải người ta dốt, mà vì người ta không có cơ hội như mình. Thành từ khi mà các em du học sinh về đó, mà thay đổi cái thái độ đó, là đất nước chúng ta bắt đầu cải tiến khá hơn rồi, thưa anh. Mời quý vị đón xem chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam phần 5 với ông John Hòa Nguyễn, sẽ được phát hình vào tối thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.